Ok, chào mừng một triệu anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video sớm nhất từ kênh trải nghiệm tv nha anh em thì các anh em nhìn vào màn hình thì các anh em biết là mình đang ở một cái con game mufika và một cái xe sành đó là 18 nha anh em và trước tiên vào cái vấn đề review thì mình xin mình xin một chút xíu thời gian để cập nhật một số thông tin để cho anh em mới biết và anh em đã biết nghe và có thể là chia sẻ góp ý thêm nha anh em mua online là một trong những con game mua đã phát triển đầu tiên ở hàn quốc với sự hội tụ của các tính năng của game 3 d MMO thì đã làm mưa làm gió suốt hai mươi mấy năm nay game 3 d trực tiến được phát triển bởi web gen anh em và cái con game có thể loại là nhập dai dựa trên cái cốt truyện ở lục địa mù xưa khi chơi game mù online thì người chơi sẽ nhập dai vào các chủng tộc các nhân vật và tùy theo phiên bản thì nó có những cái chủng tộc khác nhau điển hình là những cái phiên bản phổ thông có 8 chủng tộc để cho anh em có thể là vào trong đây chiêm ngưỡng chơi và trải nghiệm đầu tiên đó là chiến binh tiên nữ phù thủy đấu sĩ nè chúa tể thực sư thiết binh và thương thủ và có rất nhiều loại quái để cho anh em farm từ cấp độ cho in từ con quái để mình nhặt những cái nguyên liệu lên săn những cái con boss để mình kiếm những cái nguyên liệu để khảm vào để cho con nhà vật của mình khỏe nhất có thể nha có rất nhiều loại quái và loại boss trong game để cho anh em cùng nhau chơi in để nâng cấp đồ bên cạnh đó người chơi có thể tham gia vào những sự kiện chánh thống ở trong con game điển hình là những sự kiện không thể thiếu ở một cái con game MMO đã làm mưa làm gió đó là cái sự kiện lâu đài máu hỗn nguyên lầu quảng chừng quỷ công thành chiến chúng ta có thể là solo tay đôi được nè hệ thống sự kiện tính năng phong phú giúp người chơi không bị nhàm chán khi các em tham gia chơi một cái con game mu rất là quyền thoại và bắt diệt thì ở đây mình đang review một cái con game mu là online thì game mu online nó có hai loại một cái là offline và một cái là online và các em hiểu nôm na cho dễ hiểu con game mu nó có nhiều phiên bản từ một cái xe sành một là thường thường người ta gọi tắt là ss một cho tới ss 17 bảy mười thì trải qua rất là nhiều giai đoạn chạy nó vẫn vẫn trụ dựng lại tới bây giờ nhà phát triển chánh thống của cái con game này đó là web gen thường thường mình hay nói là cái con game mu chuẩn web gen đó anh em và cái ngày phát hành cực kỳ đẹp thì anh em hỏi là cái con game này nó phát hành vào năm nào thì cái phiên bản chuẩn SS1 nó sẽ phát hành vào ngày 1 tháng 11 2001 thì bây giờ là 2023 nó đã làm mưa làm gió suốt hai mươi mấy năm nay vẫn trụ vững được nghe anh em và Qua quay về cái vấn đề chính hôm nay là mình sẽ vào trong đây chia sẻ cho các anh em một số thông tin để mà mình tiếp bước chơi một cái con game RS18 này nó sẽ cực kỳ dễ. Hiện giờ mình ở trên một cái map là Cuba. Khi mà mình nổ địa chỉ ra không biết là mình còn có chỗ farm, chỗ đứng không anh em ạ. À? Thì vào trong đây các anh em thấy là mình đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu hết. Nguyên liệu của chúng ta làm gì? Hôm nay mình cái tiêu đề của mình là sẽ quay một cái win 2 và một cái win 3 cho cái con IK này nha. Vì sao mình biết là cái win cho con IK này? Vì ở đây là mình đang làm một cái tiếp là khảm và ép một cái viên phá viên phá thì nó sẽ ra cho cái con nhân vật của mình luôn nó không có ra ga ganh nha thì ở đây anh em cần có cái nguyên liệu khi mà chúng ta ép một cái win 2 là phải có là lốc magit và một cái win 3 là chúng ta phải có là con magit. hai cái nguyên liệu này là hai nguyên liệu phụ hai cái nguyên liệu chính của chúng ta là phải cần có hai cái lọ nước các anh em thấy nè số lượng nước phép anh em có thể là lên trên map là ebelan lại cái nbc là jima lại nbc đó anh em mua hai lọ nước này đây hai lọ nước này mỗi một lọ là cho chúng ta là một ngàn gu thì ở đây mình sẽ về cái map mình sẽ làm cho anh em xem và biết luôn nha và hôm nay ngoài chuyện để mà mình khảm một cái win phá thì mình có thêm những cái đồng này đây những cái đồng này thì admin ừ. đã lo đinh vào để cho con game của chúng ta có thêm phần phong phú là những nguyên liệu này anh em khỏi cần đặt tên khỏi cần phải làm gì hết nếu mà nó tự ghê là nó sẽ tự táp vào nhân vật anh em luôn thì hiện giờ mình đang có cũng khá khá được 100 ngoài đó anh em thì một chút xíu nữa mình cái mảnh này mình sẽ làm gì và wow, xây chế nó ở đâu thì anh em phải nói bước theo mình nha ngoài cái mảnh đó thì các anh em thấy là mình có những cái viên những cái viên này là những viên nguyên tố để khảm vào một cái ben này đây các anh em thấy gì chưa khảm vào một cái ben thì trong khi đó ben thì mình đã có demo mô sơ qua lượt để cho các anh em nắm bắt rồi và chừng nữa mình sẽ có làm một cái ben chi tiết sau hôm nay mình chỉ là xây hai cái đồng tiền này và xây hai cái win cho anh em tham khảo nha anh em tiếp theo thì mình sẽ về cái map là Nogia quyền thoại để lợi Đấy lại à. anh Gobin quyền lực đã xây thì các anh em biết nào hôm nãy mình đã có giới thiệu qua cho anh em biết là hai cái nguyên liệu này anh em có thể là farm từ map là ta căng một trở lên thì map càng cao tỷ lệ gây nó càng nhiều các anh em và hai cái nguyên liệu này là đều farm ở ta căng và cái nguyên liệu cái đồng này thì farm ALL map map nào cũng có hết thì cái đó là những cái chia sẻ cho anh em biết để các anh em biết mà tìm nha các anh em nhìn kỹ nè cái này là condor market nè cái này là lấp market nha và right. đây là hai cái bình nước phép để cho anh em khảm xây chế một cái viên thì muốn xây được thì các anh em phải lần lượt làm như mình đây phải bỏ những cái bình nước này vào trong đây mình sẽ khảm từ cái cho anh em xem nha thì chỉ số nó sẽ tăng dần lên khi anh em bỏ cái nguyên liệu vào khi nào đủ là nó sẽ đổi một trăm phần trăm nha anh em ở đây là mình 85% phần trăm và mình sẽ bỏ vào khi mà 85 phần trăm mình bỏ vào thì nó ra một cái bình nước như vậy là chúng ta có thể ép được một cái viên bonus viên bonus là thường thường anh em nói là một cái viên phá theo cờ lát nha anh em và tiếp theo mình sẽ khảm cũng y chang cái bình này nữa đây thì các anh em cứ việc là bỏ cái viên này vô đây nè bỏ cái con đơ thẳng vào cái lỗ nước khảm y gan là anh em đập ngọc vậy đó thì các anh em cứ việc khảm vào ở đây là mình đã có xây chế đã có một số nguyên liệu có sẵn để vào trong đây làm cho anh em biết nha thì ở trên cái đường mà mình farm Master, mình farm Reaver, mình farm reset Thì anh em hãy để những cái tên này vào Trong khi để cái tên này vào anh em có thể là nhặt được khi mà chúng ta vừa farm liver vừa có điểm in Và anh em có thể là có nguyên liệu để mình xây chế nha anh em Và cũng như thường lợi, các anh em muốn xây một cái Win 2 thì các anh em phải có đầu tiên là một cái Win 1 Win 1 này anh em có thể là cộng lên 9 nè và cộng thêm ợp cho nó nha hiện giờ thì Ngọc admin đã ADD lại cho các anh em vào một cụm là 250 nên nó cũng là có phần nào đó là gọng gương đồ mình nhanh em thì mình sẽ khảm vào cho anh em xem win của chúng ta đã cộng chính nè kèm theo đó là có thêm một ợp thì chúng ta tiến hành quay nha anh em anh em muốn quay được một cái win thì bắt buộc phải lại NBC này đây đi lại NBC là goblin goblin xong chúng ta hãy bỏ một cái win vào và bỏ cái lọ nước vào nhé tỷ lệ xây cho chúng ta là một trăm phần trăm một cái win hai là tỷ lệ nó sẽ một trăm phần trăm nha càng một cái win càng một lỗ thuốc là sẽ quay ra được một cái win vì một trăm phần trăm nên anh em không có sợi xịt nha anh em Các anh em thấy gì chưa là mình đã xây ra được một cái win hai đây cái win hai này cũng y chang như vậy anh em cộng lên cộng chính và đập ộp vô cho mình nha thì win này mình đã cộng lên chính nè và đã cho nó là có ộp luôn thì tiếp tục chúng ta sẽ quay một cái win ba vì đây là nó sẽ đi theo class nên anh em quay là nó tự tin thoải mái lắm nó không có gì để trở ngại 100% mà anh em. Qua hiện giờ thì mình xin tạm gác lại cái chuyện quay cái win bay anh em. Các anh em biết gì sao không? Vì cái win của mình nó đang có cái dòng là hồi HP nó không có ra cái dòng hợp anh em. Nó phải ra một cái dòng hợp cái dòng mà phòng thủ hay là cái dòng tấn công rồi và hiện tại cái win của mình nó không ra cái dòng hợp rồi anh em à nên mình sẽ kiếm một cái win khác để mà mình làm mình xây tiếp nha anh em thì nó ra cái dòng này thì bỏ vào khi mà mình ép lên win 3 thì nó không nhận thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ đi lấy cái nguyên liệu ra mình xây tiếp nha anh em mình sẽ tiếp cái đồng tiền vàng để cho anh em xem thì mình chừa những nguyên liệu này mình nhặt thêm để mình tiếp tục mình xây ra nha anh em ơi mình nhớ là có một cái để mà mình phân gã cái dòng ộp này ra anh em mình ừ. không nhớ là cái thủ thuật gì để mà mình phân gã cái dòng ra anh em nào nhớ cái thủ thuật gì hãy mạnh dạng comment vào cuối phần video để uh, hỗ trợ giúp mình nha mình nhớ là có một cái lệnh hay là lệnh nbc nào để đổi ốp được đó anh em nhưng mà hiện giờ thì mình không có nhớ ra thì chừng nào mình nhớ ra để mình làm tiếp nha anh em và tiếp tục mình sẽ đi lại đây xây chế một cái nguyên liệu mới cho anh em xem thì AD người ta đã lo đinh đã khảm vào trong đây để cho anh em chúng ta tận hưởng ở trong đây là có những gì nha đã ở đây các anh em thấy nè một cái dòng cuối mỗi một lần xây thì chúng ta sẽ tốn là ba đồng tiền vàng và trong đó là mình sẽ tốn là 10 b ở đây thì cho chúng ta ra những cái vật phẩm random rất là nhiều nha Rồi mình sẽ xây lên xem là chúng ta nhận được gì qua như vậy mình đã xây hết những cái đồng tiền vàng của mình đó thì uh, có về một chút xíu cái nguồn thu đó là những cái mảnh sừng gãy thì uh, clip sau sẽ chắc ăn sẽ có một cái con số anh em ạ à. thì uh, clip này thì các anh em thấy không mình đã có thu hoạch được nè hôm nãy trong gương mình á thì đã có đâu đó là hai cái rồi thì bây giờ mình đã kiếm thêm được là ba sáu tám cái nữa là 10 cái mảnh sừng gãy thì mình clip sau mình sẽ mua một cái cây kiếm gu rồi uh, cộng lên nè và sẽ thảm một cái con số cho anh em xem thì clip này mình đã quay một cái win hai phá nó gian dở nè nó chưa được một cái win ba qua clip sau mình sẽ xây con sói cái con ngựa nó kiếm cực kỳ khó rồi anh em ơi nó không có cái cánh chim này đây mà nó có cho mình là hai cái mảnh là nguyên liệu để ép ngựa luôn và trong khi đó là cái gương đồ của mình nó đã full gương đồ các anh em thấy không thì ở đây cho chúng ta những cái ghiên đây các anh em thấy nè có những cái ghiên là ép nè và có những cái ghiên lõm ở đây mình sẽ cho anh em thấy là những cái ghiên lõm đây ở đây là những cái nhẫn của dây chuyền lõm nếu, nếu em... mà s á thì nó sẽ phật lên dòng s như gì đây các anh em thấy là cái dòng hoàn hảo nè là cái dòng s nè đó là một cái nguyên liệu cuối cùng mà dễ kiếm nhất và cho chúng ta những cái nguyên liệu cực kỳ là hiếm ở trong cái con game là mufika thì anh em cứ việc farm quái là nó sẽ tự add vào cái con nhân vật của anh em luôn và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu và xem hết cái video của mình có những cái thông tin bình luận góp ý gì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha anh em